Nửa đêm chạy qua đoạn đường vắng, thanh niên khấn Phật và cái kết suýt nửa ngất. Nam mô Di Đà Phật, con kính lại các ngài Bồ Tát dẫn đường dẫn lối cho con đi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Mới đây, một nam thanh niên đã có trải nghiệm còn đau tim hơn cả xem phim kinh dị khi mọi cảm giác mạo hiểm đã được vận vào thực tế, làm chàng trai như muốn ngất ngay tại chỗ. Sinh ra là một người sợ ma, nhưng dòng đời lại xô đẩy phải đi chơi về muộn. Chàng trai cùng một người bạn của mình đã phải băng qua một con đường dài vào lúc nửa đêm để về nhà. Với hoàn cảnh xung quanh không có một ánh đèn, không có một bóng người, nam thanh niên đã phải lấy hết sức mạnh của nội tại, bật chế độ cameraman luôn bất tử để vượt qua chướng ngại vật, đồng thời liên tục khấn trời cầu Phật để mong tai qua nạn khỏi. Tưởng đầu sau màn đêm tối sẽ là ánh sáng, nào ngờ đâu đập vào mắt là hai chiếc mộ, khiến thanh niên mặt biến sắc, khẩu hình miệng dần mất kiểm soát và tay lái cũng loạn choạng, làm ai xem cũng không nhịn được cười. Tám đường trời mười phương bạc phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính lại các ngài Bồ Tát dẫn đường dẫn lối cho con đi. Tưởng đâu là không sợ vì đã có camera làm khiên bảo vệ, ai ngờ cái kết lại sợ không tưởng khi hai chiếc mộ nằm chinh in ngay giữa ánh đèn. Một vài bình luận đáng chú ý mà cộng đồng mạng đã để lại sau khi xem hết video. Lúc đấy tự dưng xe tắt máy, điện hết sáng thì không khéo chết lâm sàng luôn bay ơi. Này là ông bà dẫn lối đấy bạn ơi, mà là dẫn đi gặp người âm. Những lúc như này tự dưng tay lấy lụa hơn hẳn, không cần nhìn đường vẫn phi ầm ầm về phía trước với tốc độ bàn thờ. Trời ơi, cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.